Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên lo bầu. Các bạn thân mến, những ngày vừa qua tôi tạm dừng công việc bởi vì có một số cái công việc riêng bận bận. Sao các bạn không được tâm sự, không được chia sẻ cùng với các bạn? Thực sự cũng cảm thấy một cái gì đó rất là thiếu vắng, rất là buồn. Thì hôm nay tôi lại tiếp tục quay trở lại với những chiếc amply đẹp nhất, với những đôi loa đẹp nhất, zin nhất. Trước khi đến với những sản phẩm đẹp đẽ như vậy, zin nguyên như vậy, thì tôi kể sơ qua với các bạn một câu chuyện. Đây là lần thứ hai trong lịch sử bán hàng mà tôi đã từng gặp. Đó là cái câu chuyện về thẩm âm. Thưa các bạn, khi các bạn sử dụng một bộ dàn nghe nhạc nói chung và một bộ dàn karaoke nói riêng, khi chúng ta thưởng thức một bài hát, một bản nhạc, thì hầu hết phần lớn trong cái số các bạn, tôi thấy rằng chúng ta hay ghép thêm equalizer. Tốt thôi, equalizer thực ra nó là một cái thiết bị để có thể cho phép chúng ta, mà tôi nói một cái, tôi cố gắng dùng những cái từ nôm na nhất, dân dã nhất, các bạn có thể nâng lên hạ xuống, điều chỉnh từng giải tần số một để cho cái bản nhạc của chúng ta nó hay hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng equalizer thì chúng ta phải có một chút kiến thức nhiều hơn bình thường thì chúng ta mới hiệu chỉnh được một bản nhạc sao cho nó đúng. Thông thường ấy, thì tôi thấy các bạn sử dụng equalizer, các bạn sử chỉnh nó cái giải bass thì lên, giải trung thì xuống, giải kép lên hình chữ V này này. Thì khi mà các bạn thoạt nghe một cái bản nhạc mà các bạn chỉnh kiểu như vậy thì các bạn thấy rằng giải bass nó nặng hơn. Giải tép nó chen chát ra, nó lên nhiều hơn. Nghe có vẻ là vào tai. Nhưng mà thực ra các bạn làm thế là sai. Và cái quá trình làm sai lâu ngày lâu dần nó sẽ làm cho các bạn hỏng mất đôi tai nghe nhạc của mình. Bởi vì sao? Bởi vì trong tất cả những cái bản nhạc, dù là một nhạc sĩ nào đi chăng nữa sáng tác, thì luôn luôn phải hài hòa đủ cả ba giải bass, trung và tép. Còn cái tiếng bass nó mạnh hay nó nhẹ, nó sâu hay nó nông, đó là do cái nhạc cụ trình bày. Chẳng hạn khi mà dùng nghe những cái loại nhạc điện tử thì bao giờ tiếng bass cũng ở tần số thấp hơn, mạnh hơn, gọn gàng hơn. Còn khi chúng ta dùng những cái trống truyền thống hoặc những cái guitar bass thì các bạn sẽ thấy cái trống nó, cái giải bass nó phùng phình nó dài ra. Thế cho nên là cái việc giải bass nó sâu hay là nó nặng hay là nó nhẹ, nó là do cái thiết kế hòa âm phối khí của cái bản nhạc đó. Chúng ta điều chỉnh muốn lên một cách quá mức thì sẽ làm mất cân bằng. Tương tự như vậy, giải tép nghe nó phải vừa đủ. Nếu như bạn chỉnh nhiều quá thì nghe nó sẽ rất là chói tai, nghe như kim đâm vào tai, khó chịu lắm. Mới thoạt nghe thì có vẻ là ok. Nhưng mà khi các bạn nghe lâu, 15-20 phút trở lên, nửa tiếng đổ lên, thì các bạn sẽ thấy nhàm chán. Cái bản nhạc nó nhàm chán. Nó chẳng qua nó cứ lặp đi lặp lại một cái giai điệu như thế mãi. Nên là chúng ta nghe nó chán. Để cho một bản nhạc nó không nhàm chán thì bất kỳ một bài hát nào các bạn cũng thấy có một cái đoạn. Đấy. Trong trong thanh nhạc thì người ta gọi là đảo phách. Thế nhưng mà thôi, tôi cứ gọi nôm na là cái đoạn nhạc chỗ đấy là nó loạn lên, nó khác đi. Nó là những cái đoạn cao trào, nó là những cái điểm nhấn để chúng ta thấy được cái điểm riêng của từng bản nhạc một, từng bài hát một. Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái giai điệu, một cái tiết tấu, ví dụ như là rumba thì nó cứ đều 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 như thế đấy, hoặc cha 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 thì nó cũng cứ đều 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 như thế đấy. Thế nhưng nhờ có những cái đoạn cao trào như vậy, những đoạn đảo phách như vậy,
mà chúng ta thấy được cái điểm riêng của từng bài hát một. Nhưng mà ở những cái đoạn như thế thì cái giải chung nó trội lên. Đấy, thì chúng ta lại dìm mất đi rồi. Thế cho nên là chúng ta nghe nó cứ đều đều, nó cứ tằng 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 tằng, một bản nhạc nó cứ tằng 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 như vậy. Đó, nó rất là nhàm chán. Đó là cái cách nghe nhạc có liên quan đến cách hiệu chỉnh equalizer. Xét về mặt thiết bị, chiếc amply đắt tiền là chiếc amply phải thể hiện được cái giải chung nó ngọt ngào. Làm một chiếc amply hoặc một hệ thống khuếch đại âm thanh để nó khuếch đại được giải bass rất là dễ, khuếch đại được giải tép rất dễ, nhưng thể hiện được giải chung là điều khó nhất. Điều này cũng lý giải tại sao mà amply của một số những cái hãng lại rất đắt tiền. Ví dụ như Acouphase, ví dụ như Acouphase cái gì tự nhiên tôi lại quên mất rồi. Đấy. Magnetoc. Đấy. Thì các bạn nghe thấy giải chung nó rất nhiều. Đấy. Giải chung nghe nó trội, nó ngọt ngào. Toàn hãng đắt tiền cả. Còn khi mà chúng ta nghe những cái loại công suất của đẩy của tàu tàu rẻ rẻ, tàu chợ, thì các bạn thấy rằng bát bình 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 nghe rất là mạnh đấy, chép tiếng tép chói chang luôn đấy, không đứng gần nổi đâu. Đó là về mặt thiết bị khuếch đại, mà hay nói một cách riêng ra hơn nữa là cái amply. Còn về mặt sản xuất loa, để sản xuất ra được một đôi loa thể hiện được giải bass dễ thôi. Để là sản xuất ra được một đôi loa thể hiện giải tép dễ thôi. Nhưng để sản xuất được một đôi loa thể hiện xuất sắc giải chung là điều khó nhất. Là điều khó nhất. Thế cho nên là những cặp loa đắt tiền bao giờ cũng là những cặp loa thể hiện giải chung rất xuất sắc. Điển hình của nó thì chúng ta có thể kể đến như là Tainoi. Một số cái model đắt tiền của hãng này thể hiện cái giải chung rất xuất sắc. Mà chắc chắn rằng trong số các bạn đang ngồi xem cũng có khá nhiều bạn đã sử dụng Tainoi, thì các bạn thấy rằng cái giải trung âm của nó thật tuyệt vời. Đó là cái cách nghe nhạc và cái cách sản xuất thiết bị. Thì hôm nay thì tôi gặp một khách hàng. Đây là lần thứ hai tôi gặp những khách hàng như vậy, và thực sự ra là tôi không muốn bán. Khi mà các bạn thử một thiết bị, cụ thể là các bạn mang vào một cái vang số, vang cơ lai số loại rẻ tiền. Bởi vì sao tôi khẳng định là loại rẻ tiền? Bởi vì là những cái vang số đời mới thì nó có 6 đường ra. Thế còn cái vang này nó chỉ có 4 đường ra thôi. Bao gồm có hai đường loa hai bên, một đường loa center và một đường loa sub. Thế khi các bạn ấy mang vào để gọi là test loa, thì tôi cũng chiều theo ý và tôi mở để các bạn ấy đấu ghép. Nhưng mà khi mà tôi nghe thấy như thế một cái, tôi nghe đoạn nhạc ấy bật lên một cái, thì tôi đã xác định là tôi không 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 bán. Không bán được. Và nếu như có mua thì tôi cũng không bán. Bởi vì đơn giản là các bạn ấy chưa hiểu nhiều về âm thanh, chưa hiểu nhiều về loa, chưa hiểu nhiều về trang thiết bị. Các bạn chỉ nghĩ rằng là ở cái ba bát tép nó phải tách riêng ra như thế này, này bát phải phịch 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 phịch, thế còn tép là phải chíu chít đấy, thì mới là hay. Và quả thực là khi hát lên thì tôi nói thực sự là tôi là một người rất hay hát, nhưng mà tôi cũng không thể nào mà hát được với những cái vang số kiểu như vậy. Nhưng mà thôi thì mỗi người một quan điểm. Thì tôi vẫn cứ chiều khách hàng từ đầu đến cuối thôi, còn việc bán hay không thì nó là việc khác. Tôi vẫn cứ khách hàng thì tôi vẫn cứ phục vụ đầy đủ.
Ở đây thì chúng ta lưu ý là trong tất cả những cái bản nhạc hoặc trong tất cả các quy trình sản xuất thiết bị âm thanh thì cái dải âm thanh lý tưởng nhất là cái dải nằm ngang này, cân bằng cả ba dải. Đó là dải âm thanh lý tưởng nhất. Và cũng tôi cũng khuyến khích các bạn nên nghe những cái dải âm thanh lý tưởng như vậy để đỡ làm hỏng cái đôi tai của mình. Các bạn nghe sai thì nghe lâu quá thì cái tai của mình nó bị hỏng. Và cái khái niệm là chuẩn mực nó bị sai đi. Và từ đó cái cách thẩm âm của các bạn cũng sai đi. Đó là những cái chia sẻ của tôi đối với việc thẩm âm, đối với việc sản xuất trang thiết bị âm thanh và đối với cái nguyên tắc của âm nhạc là phải cân bằng ba dải. Âm thanh lý tưởng là âm thanh nằm ngang, cân bằng luôn. Chỉ có những cái dải âm thanh như vậy nó mới hài hòa, nó mới thể hiện được hết. Ở đây chúng ta hình dung rất là đơn giản thôi. Trong tất cả các loại âm thanh trên thế giới này thì cái loại âm thanh đa dạng nhất chính là cái âm thanh của con người chúng ta phát ra. Cái lời nói của người này là cái âm thanh đa dạng nhất. Chứ không phải mấy cái tiếng gõ bụp 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 bụp, chứ không phải mấy cái tiếng leng keng lốc cốc. Đấy. Mà cái âm thanh đẹp nhất, cái âm thanh đa dạng nhất, phong phú nhất, khó thể hiện nhất chính là cái giọng hát của người, cái giọng nói của người. Thế cho nên là bất kể một bộ dàn âm thanh nào mà nói cụ thể ở đây là cặp loa nào và cái amply nào mà thể hiện chân thực nhất, xuất sắc nhất, gần đúng nhất cái giọng nói của người thì đó là những bộ dàn âm thanh chuẩn mực, đó là những bộ dàn âm thanh đắt tiền. Mà thôi, không dài dòng nữa. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong số những cái chiếc amply. Có thể nói rằng cũng rất rất lâu rồi tôi mới gặp được nó. Giới thiệu với các bạn, hôm nay tôi mang đến với các bạn một chiếc amply Jaguar 506N. Đời 1999. Các bạn nhớ rằng là cái đời 1999 thì nó rất là ít, rất là hiếm. Thế cho nên là thực sự là khi mà mỗi khi có được một chiếc Amly 506N đời 1999 mà 99 chuẩn nhá, 99 thật nhá, thì tôi cảm thấy rất là tự hào, rất là sung sướng và rất là trau chuốt. Giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc Amly Jaguar 203N, xin lỗi các bạn, 506N đời 1999. Chúng ta xem xét từ bên ngoài. Bên ngoài cái mặt này vẫn là mặt zin đấy. Đã bắt đầu có những cái lấm tấm của thời gian. Các bạn thấy không ạ? Có thể là các bạn không thể thấy được bởi vì là nó nhỏ quá. Thế nhưng mà nhìn bằng mắt thường thì chúng ta sẽ thấy những cái lấm tấm. Mặt này mặt zin nhé các bạn nhé. Thế còn mặt trước này thì ok, không vấn đề gì. Toàn bộ các nút nhựa này vẫn là nút nhựa zin và đồng bộ. Ở mặt sau, tôi gọi bằng cái từ nôm na nó là cái đít cũng thế, cũng đã có những vết lấm tấm rôm rôm. Thưa các bạn, rằng trong quá trình mà tôi thuyết trình với các bạn thì tôi cố gắng là sử dụng những cái từ nó dân dã nhất, gần gũi nhất, dễ hiểu nhất. Tôi cố gắng tránh sử dụng những cái từ mang tính chất kỹ thuật, mang tính chất hàn lâm, để chỉ có anh em trong nghề thì mới hiểu được những cái từ đó. Thế cho nên là tôi cũng hạn chế tránh sử dụng để cho chúng ta dễ hiểu hơn. Cái mặt đít này cũng là cái đít zin này. Chúng ta xem đi cái máy. Đập vào mắt chúng ta là một cái nguồn. Cái nguồn này sơn vẫn còn zin và ở trong tình trạng rất đẹp, rất đẹp, rất xuất sắc. Tiếp theo là chúng ta nhìn thấy một bộ vỉ đằng trước vàng rơm đúng chất của 1999 với cái dàn chiết áp vẫn còn sáng bóng, vẫn còn sáng nhé. Cái chiết áp cuối cùng kia là nó có cái ánh đèn nó chiếu
đâm ra là nó nhìn nó tối tối chứ không phải là nó gì đâu ạ. Vì công suất cũng nằm trong tình trạng tuyệt hảo. Chiếc âm ly này chạy sò Toshiba. Với cái dàn sò thì vẫn còn nguyên vẹn, chưa một tì vết gì cả. Chưa hề có dấu vết xém hay sám hay là chạy quá nhiệt. Có thể nói rằng đây là một chiếc âm ly ở trong tình trạng mà nguyên zin tuyệt hảo. Chắc rằng không 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 có cái gì để mà chê được nó. Thế còn nói về độ hay thì có lẽ rằng là với một chiếc Amly đời 1999 thì tôi cũng không biết dùng từ gì để chúng ta có thể nói được là nó hay là nó không hay cả. Bởi vì theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì tôi muốn có một cái hệ thống âm thanh có thể tái tạo một cách trung thực nhất, đúng nhất những cái âm thanh mà nó tiếp nhận. Thế cho nên với Amly 1999 5,6N thì dưới quan điểm cá nhân tôi thấy rằng hát nó thì chắc là không có chiếc Amly karaoke nào vượt qua nó được. Không có. Với kể cả là một số những cái vang số thì tôi cũng dám khẳng định là về độ trung thực của giọng hát, độ mượt mà của giọng hát thì cũng không thể nào vang số mà ăn được nó. Vang số chỉ hơn nó ở một điểm, đó là cắt zin tốt hơn, đó là dụng một số những cái hiệu ứng như là reverb đấy, để cho các bạn hát nó oang oang ra nhiều hơn, cảm giác chúng ta hát nó nhẹ hơn. Tuy nhiên đã hát thì phải mệt, đã hát là phải hát bằng tất cả cái hơi sức, cái sức lực của mình, mà bằng hát bằng cả cái tâm hồn của mình, cả cái cảm xúc của mình. Chứ nếu mà hát mà lại như nói thầm như thế này, như đọc kinh, như nói thầm ấy, không mệt tí nào thì không còn gọi là hát nữa. Đúng không ạ? Mà gọi đấy là tụng kinh, mà gọi đấy là nói thầm. Hát là phải mệt, hát là phải thể hiện được cảm xúc. Thì đấy là cái quan điểm cá nhân của tôi thôi. Dưới quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ nó là như vậy. Hiện nay chiếc Amly này tôi đang bán ra với cái giá là 23 triệu. Và tôi khẳng định rằng các bạn không không thể chê được một điểm gì ở chiếc Amly này. Các bạn có nhu cầu thì xin mời liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.